Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Long An vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Long An, thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện Người lái chấp hành đúng các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, đơn vị nêu trên chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thực hiện và chấp hành các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải. Các bến xe khách thực hiện nghiêm công tác kiểm tra điều kiện phương tiện, người lái phương tiện trước khi xuất bến theo quy định, thực hiện đúng nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải đã ký kết với đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt thực hiện bán đúng giá vé đã được kê khai và niêm yết theo quy định. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị công an được phân công nhiệm vụ tổ chức ra soát kiểm tra về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, tăng cường theo dõi kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.